nhân cái dịp mà làm cái bài về Web3 á, thì mình mới nghĩ ra có nhiều cái mình hay lắm, mình có thể làm được với Web3 chứ không phải đơn giản là mình kết nối với lại mấy cái smart contract rồi mình gọi mấy cái hàm rồi lung tung đâu. Web3 nó cho phép mình kết nối bằng WebSocket tới mainnet và để mình listen, mình nghe cái block mới và mình filter cái block mới, và mình làm rất là nhiều thứ hay ho trên cái thư viện này. Và Web3 nó một công cụ rất là mạnh. Mà để làm được cái chuyện đó thì mình phải chạy một cái Ethereum node, nó giống như là một cái node của cái Ethereum blockchain á, thì khi đó mình mới listen to cái block mới được. Mà để mà setup một cái Ethereum node thì nó chua lét luôn, nó không có đơn giản chút nào, y chang như là mình setup một cái máy đào Ethereum vậy á. Nhưng mà cũng hên là nó ở trên mạng nó có một cái dịch vụ là Infura. Thì cái dịch vụ Infura này á, nó chạy rất là nhiều Ethereum node và nó cung cấp cho mình một cái API để mình access vô cái Ethereum node đó. Do đó hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn làm một cái nó còn hay ho hơn cái là sử dụng Web3 để kết nối với lại smart contract nữa. Vũ Như Cẩn bắt đầu bằng một cái dự án trống lốc chưa có gì cả. Bây giờ cái bước đầu tiên là sẽ cài các cái thư viện, mình sẽ xài đầu tiên là phải thằng này trước. Install web. Rồi trong cái bài này thì ngoài Web3 ra mình sẽ cần một cái gói nữa tên là install.env. Cái gói này nó sẽ có cái chức năng là nó giúp chúng ta lưu lưu cái thông tin mà bí mật vào trong một cái file bí mật, để khi mà giống như là mấy cái private key nè, mấy cái API endpoint nè, mấy cái username password thì chắc chắn mình sẽ không thể nào mình đưa trực tiếp vào trong cái file của mình được. Do đó mình phải cần một cái file. Mình sẽ cần sử dụng cái thư viện mà .env để mình lưu cái biến đó vào trong đó. Rồi, tiếp tục đầu tiên mình sẽ tạo một cái file mới. Listener.js. Làm rồi, listener.js. Rồi mình require .env .config. Rồi mình sẽ khởi tạo Web3. Rồi, ở trong cái require.env này thì trong thư mục đó mình sẽ tạo một cái file là .env. Rồi, thì khi nào mà mình muốn gọi những cái biến nào đó bí mật mình không muốn đưa ra ngoài á thì mình sẽ lưu nó vô trong cái file env này. Rồi, với lại đây. Đây. Mình sẽ khởi tạo một cái biến Web3. Web3 sẽ bằng WebSocket provider.professinfura.url, nghĩa là mình khi mà cái mình sử dụng Web3 để mình kết nối qua HTTP á, thì mình sẽ truyền trực tiếp new Web3 truyền cái HTTP vô đây, nhưng mà ở đây mình sử dụng WebSocket, do đó ở trong này mình phải truyền vào một cái socket object là Web3 đó, socket
provider chấm socket provider, sau đó mình truyền cái địa chỉ của socket vô đây, thì làm sao để mà mình lấy được cái đó thì cái này là tới lúc mình sử dụng Infura đây. Thì anh em lên đây ha, lên trang infura.io đăng ký miễn phí, lấy cái email của mình đăng ký thôi, sau đó bấm vào cái chỗ Ethereum đó, và mình create new project, gõ cái project lên bấm create. Thì khi mà mình tạo một cái project mới như đây, mình có tạo một cái project ở đây thì mình sẽ thấy có cái thông tin của nó. Dex listener. Transaction setting. Đây. Mình sẽ thấy cái endpoint nè. Đầu tiên là mình chỉnh endpoint là mainnet. Có nghĩa là mình sẽ nghe ở trên cái blockchain Ethereum mainnet, chứ không phải là ở đây nó có nhiều mạng lắm, có thể Robstand, Kovan, Rinkoby là những cái mạng test. Rồi nó mới update nè, có cả Polygon cũng nghe được nè. Nhiều thứ trên này. Thì mình sẽ lấy cái này. Đây là cái web socket của mình ở đây. Thì ở bên này với lại mình sẽ thêm cái dòng Infura URL vô đây, để trong này Infura URL sẽ bằng cái này, quay lại đây thì mình sẽ có được một cái là đối tượng web free, mà bây giờ là không phải kết nối bằng HTTP mà mình kết nối bằng web socket. Rồi mình sẽ khi mà có được cái đối tượng web free rồi á, thì mình sẽ gọi một cái web free dot if Rồi, tới đây là mình sẽ nghe các cái block mới trên này. Rồi, mình gõ vô ha, thử ra. Not listener.js. Đó. Các bạn thấy không? Mình không phải là kết nối mà mình query nữa, mà mình real time luôn. Cứ có một cái block mới được đào ở trên block Ethereum thì mình sẽ nhận được cái báo cáo là new block received, block number như đây. Thì thường theo cái tốc độ của Ethereum giờ như khoảng là 10 15 giây một block thì phải. Thì nếu mà đúng thì cứ 15 giây thì mình sẽ nhận được một cái block, là mình đã tạo một cái web socket để mình nghe được các cái sự kiện, các cái block mới ở trên Ethereum. Rồi, vậy là mình đã tạo block mới. Nhưng mà tạo block mới như vậy thì nó có cái gì hay ho? Thứ nhất là nó real time, mình có thể có được cái thông tin ở cái thời gian thực luôn, là có cái gì đó đang diễn ra ở trên cái blockchain Ethereum. Ở trong cái block này nó sẽ có đầy đủ thông tin ở trên đó hết, cái mà giá cả như thế nào, hàng nào mua bán bao nhiêu nhiêu nhiêu, mình có thể filter tất cả mọi thứ thông tin ở trên này. Thì ở đây mình sẽ demo một cái nó đơn giản thôi, là mình sẽ lấy giá của Ethereum và DAI ở trên cái Kyber Network. Đây mình thấy, các bạn thấy ở đây nè, ở đây mình có khai sẵn ở trên này, đó là cái Kyber API, Kyber Address và DAI Address. Thì nhưng mà mình nói mấy mệt trước á, thì nếu mà muốn giao tiếp được với một cái smart contract thì mình sẽ cần API và Address. Thì API và Address, ví dụ như Kyber API đây, thì mình lấy cái API nó ở đâu? Mình lấy đây, Kyber API, mình lên cái trang của Kyber, develop Kyber network, mình sẽ lấy được cái API của Kyber. Quên giới thiệu, Kyber là nó một cái decentralized exchange trong top 10 ở trong tất cả mấy cái decentralized exchange này. Nó giống như là Uniswap hay là PancakeSwap hay là này nọ. Thì tại vì cái Kyber, cái API của nó là interface với lại cái smart contract của nó khá là dễ sử dụng, nên mình lấy cái Kyber để mình demo cái này. Rồi thì mình sẽ có Kyber API tại mình và Kyber Address, tại vì mình sẽ giao tiếp với lại cái smart contract của Kyber. Mình có cái DAI address tại vì mình cần cái địa chỉ DAI để mình lấy cái giá của DAI trên Ethereum
DAI là stablecoin ở trên các cái sàn decentralized exchange nha. Ngoài ra mình cần cái địa chỉ của Ethereum nữa, nhưng mà ở trong cái Kyber documentation đó, nó có đưa cho mình một cái địa chỉ đặc biệt, do đó mình không cần khai một cái địa chỉ của Ethereum đây. Rồi, thì đây là các cái biến này. Mấy cái này ở trên cái trang documentation của mấy cái thư viện nó có hết. Đầu tiên là mình sẽ khởi tạo cái này xong, mình sẽ khởi tạo một cái contract Kyber đây ha. Thì mấy cái này thì nó đơn giản thôi. Mình gọi cái web free đó thì sẽ đem tới contract truyền vào API và address. Cái này thì mình đã nói rồi ha. Vậy là mình đã có một cái contract của Kyber. Cái bước tiếp theo là mình sẽ lấy cái mình sẽ tìm hiểu ở trong cái block mới á, thì cái Kyber cái trong cái block mới đó thì cái giá của cái Kyber nó sẽ như thế nào, bằng cách là mình giao tiếp trực tiếp với lại cái Kyber smart contract. Ở đây console.log là mình sẽ, đây đây thì đây là cái địa chỉ đặc biệt và trên cái documentation của Kyber. Nếu mà mình muốn lấy Ethereum thì mình cứ truyền thẳng cái string này vô là nó sẽ hiểu là Ethereum ở trên mainnet rồi. Mình giải thích cái block này nó làm gì ha. Thì mình sẽ Kyber result là cái kết quả trên Kyber mình sẽ lấy nè, mình sẽ gọi cái phương thức ở trong cái smart contract của Kyber, cái phương thức có tên là get expected rate. Mình sẽ truyền vào thứ nhất là DAI address, thứ hai là Ethereum address, và cái thứ ba là số lượng mình mua. Có nghĩa là tại vì cái sàn Kyber nó hoạt động ở trên cái cách thức là liquidity pool, do đó nếu mà muốn biết được cái giá của cái sàn đó như thế nào thì mình phải truyền vào cái số lượng nữa. Tại vì khi mà cái số lượng quá lớn thì nó sẽ bị slippage, nó sẽ bị trượt giá. Nếu mà mình muốn mua một cái số lượng lớn quá thì cái giá sẽ thay đổi, còn nếu mà mình mua một cái số lượng nhỏ thì cái giá nó khác nữa đó. Thì để mà tìm hiểu liquidity pool là như thế nào thì chắc phải có một cái video riêng về cái liquidity pool nữa đó. Thì mình truyền vào đây, còn cái method với này là ngược lại, mình truyền cái ether address trước và mình truyền cái address của DAI sau. Rồi thì cái này là mình lấy cái kết quả thôi, cái kết quả để mình xem thôi. Còn ở dưới này mình sẽ phải convert cái kết quả ra nữa, tại vì cái result khi mà nó trả về á, nó sẽ trả về một cái file JSON và đó là một cái đối tượng. Thì để lấy đúng cái số lượng giá thôi thì mình sẽ phải chỉnh sửa trong đó nữa, là để mình sẽ làm cái hàm đó ha. Kyber result, Kyber rate. Này phải đóng lại. Rồi, thì ở đây là cái hàm mình sẽ gọi là Kyber rate, nó sẽ trả về cái giá ở trên cái sàn Kyber. Sau đó mình sẽ điều chỉnh nó lại nè, tại vì á khi mà nó trả về cái đối tượng JSON như vậy á, mình chỉ muốn truy cập vào cái biến giá thôi, thì mình sẽ truy cập chỗ này. Nhưng mà khi mà cái giá nó trả về á, nó sẽ trả về cái kiểu là string nữa. Thì mình phải nó trả về cái đơn vị là way, do đó mình phải nhân lên 10 mũ 18 này nữa thì mình mới có được là cái giá của Ether. Đó, thì đây. Thì tất cả cái công việc này là mình làm gì? Thứ nhất á là mình sẽ listen to new block. Mình sẽ nghe cái block mới, sau đó mình sẽ gọi mình sẽ giao tiếp trực tiếp với lại cái Kyber smart contract để mình lấy giá của DAI, giá mua bán DAI Ethereum, Ethereum DAI. Sau đó thì mình in ra. Mình console log ra. Rồi, thì rốt cuộc đây là kết quả ha. Nếu mà có cái gì đó thì mình sẽ có lỗi gì đó thì mình cũng console log cái lỗi ra. Mình chạy thử ha. Đó, cứ một block receive là nó sẽ có cái giá mới. Thì nếu mà thị trường nó ít biến đổi thì cái giá nó giống như vậy thì cũng không có vấn đề gì hết, nó là bình thường. Rồi, xong. Nghĩa là như vậy là mình đã demo cái cách để mình có thể listen to new block và mình lấy cái giá mới nhất ở trong một cái decentralized exchange.
nếu mà anh em nào coi tới đây á, thì chắc cũng tự hỏi là nó ủa thì tao thấy cái này bình thường mà đâu có cái gì đâu mà hay. Nếu mà tao muốn biết giá của ETH với lại DAI ở trên sàn Kyber thì tao cái việc Kyber lên đó tao xem giá nó như thế nào thôi, chứ mắc mới gì tao phải bỏ công sức ra listen to new block rồi phải viết code rồi tùm lum tà la, giao tiếp trực tiếp với smart contract chi cho nó mắc công vậy. Nhưng mà thật ra không phải vậy nha. À, trong cái giới tài chính á, nếu mà các bạn biết cái bạn nào mà có hay đọc báo này nọ, nó có một chiến thuật nó gọi là arbitrage, có nghĩa là nó sẽ theo dõi cái trượt giá. Thì những cái script này là mình viết chơi thôi, mà bình thường là mình không chỉ nghe trên cái sàn Kyber đâu, mà nó sẽ nghe trên tất cả các sàn giao dịch phi tập trung luôn. Ví dụ như có một cái sự trượt giá xảy ra, ví dụ Ether ở trên Kyber là 3.100, nhưng mà ở trên sàn Uniswap nó bán có 3.000 đi, thì nó sẽ lập tức nó sẽ gọi một cái script nữa để nó chạy một cái smart contract để nó mua Ether ở trên sàn Uniswap và nó nhảy qua bên Kyber nó bán. Và cái chuyện mua bán ở trên cái sàn giao dịch chứng khoán phi tập trung là một cái môi trường tuyệt vời để mình chạy arbitrage luôn, tại vì nó chạy trên cái nền tảng smart contract. Còn mấy thằng mà ví dụ như decentralized exchange như thằng Binance hay là Bitfinex hay là Hotbit hay là gì đó, tụi nó điếm lắm, nhiều khi có trượt giá mình đặt mình mua mình bán á, cái thằng sàn nó chặn lại nó không cho bán, hoặc là nó ví dụ nó có lỗi, cũng một số khi nó lỗi cái giá nó lên quá cao hoặc cái giá nó xuống quá thấp, thì khi đó có cơ hội arbitrage thì sàn có cái lệnh nào đó thì sàn tự động nó chặn, nó không cho mình giao dịch. Còn đối với cái sàn DeFi á, tại vì cái smart contract của nó đã viết nó đã deploy thì cứ vậy mà chạy thôi. Bởi vì khi á khi mà mình chạy cái này á, mình sẽ build một cái con script để nó chạy 24 trên 24 luôn, và nó listen trên new block và nó listen tất cả rất là nhiều các cái đồng khác nhau chứ không phải là riêng Ether và DAI, và nó sẽ listen trên tất cả các cái sàn giao dịch luôn đó. Và khi mà nó phát hiện ra cái cơ hội arbitrage thì nó sẽ kích hoạt một cái smart contract để nó mua sàn này nó bán sàn kia và nó chuyển cái tiền lời về đó. Cái đó là một cái cơ bản nhất của arbitrage. Nhưng mà thường á ở trên các cái sàn á thì trượt giá nó không có nhiều bạn, ví dụ như trượt giá thì nó chỉ tầm một ít thôi, nó ít lắm. Và để muốn có lời á thì mình phải mua một cái số lượng rất là lớn và mình phải phải bán một cái số lượng rất là lớn thì mình mới có lời. Chứ ví dụ như một nó chênh lệch 5-70 đô mà mua chừng 10 ether thì nó hoặc vài ether thì nó không xi nhê, nó đòi hỏi một số tiền rất là lớn. Do đó có một cái advance, một cái dữ dằn hơn nữa là người ta sẽ sử dụng các cái nền tảng vay tiền để người ta sử dụng arbitrage. Bởi vậy nó arbitrage nó hay đi đôi với lại flash loans. Thì ở trên cái trong cái DeFi á, trong cái giới DeFi á, nó có các cái platform để cho mình vay tiền, và có những platform cho mình vay tiền mà không có lãi suất luôn, như là DYDX, còn như là Compound hay là như là AIV thì nó sẽ có lãi suất trên đó. Thì thường á người ta sẽ viết mấy cái script như vậy, theo dõi giá của tất cả các cái đồng và tất cả cái gì đó có gì thay đổi đó, và ta làm cái profile và nó sẽ đưa cái profile đó vào một cái script để phân tích nữa. Mà thường nếu mà đơn giản thì mình viết cái toán mà phân tích ở trong cái file này luôn. Thì nếu mà phát hiện ra một cơ hội để arbitrage hay là để flash loan and arbitrage hay là để nó nhiều lắm, nó nhiều cái chiến thuật để mua bán cho nó lắm, thì nó sẽ tự động nó gọi một cái smart contract để nó bán và nó mua luôn, sau đó nó sẽ chuyển cái tiền nó về, rút cái tiền lãi về liền luôn và bắt đầu trả nợ đó. Thì cái đó là nó hay lắm. Thì theo mình biết thì có những cái công ty lớn á, nó có nguyên một cái team toàn là mấy cái chuyên gia tài chính á, nó sẽ build cái profile đó. Và cái script này á là mình sẽ viết để mình lấy được cái thông tin đầu vào á. Thì nếu mà nó sẽ đưa ra các cái profile chiến thuật, nếu mà cái giá nó trượt bao nhiêu rồi nó sẽ tính cả cái lãi suất trên đó, rồi nó tính fee gas, rồi nó tính toán nhiều thứ trên đó lắm. Nếu mà nó thấy tao làm theo cái chiến thuật này sẽ có lời thì nó sẽ chỉnh sửa cái profile đó, chỉnh sửa trong cái script này luôn, và tất cả mọi thứ nó chạy tự động và nó chạy 24 trên 24 luôn đó. Thì cái đó là trong cái giới DeFi là nó như vậy.